Chào mừng các bạn đã đến với lại podcast của Beyond Photography và đây là Tuấn. Dành cho ai chưa biết thì Beyond Photography là một cái trung tâm đào tạo về nhiếp ảnh, đặc biệt là tư duy nhiếp ảnh và là nơi đầu tiên ở Việt Nam giúp cho học viên đạt được cái học bổng từ những cái tổ chức nhiếp ảnh uy tín trên thế giới, ví dụ như là Seven Academy, WordPress Photo. Và dự án được giới thiệu cũng như là được triển lãm ở rất nhiều những cái platform uy tín về nhiếp ảnh ở trên thế giới. Thì podcast này nó là cái nơi mà Tuấn có thể chia sẻ lại những cái kiến thức và những cái kinh nghiệm của mình về nhiếp ảnh. Tuần này thì Tuấn cũng muốn chia sẻ với các bạn đôi chút. Thì nếu các bạn để ý ở trên fanpage Beyond Photography trong suốt thời gian vừa qua, 2 tháng vừa qua thì Tuấn cũng thường xuyên tổ chức những cái talk show về nhiếp ảnh ở trên cái server Discord Tình Thương Mến Thương. Và nếu các bạn mà chưa biết cái Discord Tình Thương Mến Thương này nó là gì thì nó là một cái đại loại là một cái cộng đồng về nhiếp ảnh dành cho những cái bạn mà yêu thích chụp ảnh nè, dành cho những cái bạn mà mới bước chân vào nhiếp ảnh và đang loay hoay, đang băn khoăn là có một cái nơi nào đó để mình thuộc về để cùng thảo luận và chia sẻ về nhiếp ảnh. Thì mỗi tuần thì Tuấn và những cái người bạn của mình thì vẫn làm những cái talk show trò chuyện về nhiếp ảnh. Đây cũng là một cái sân chơi mà Tuấn muốn xây dựng cho mọi người để mọi người có thể hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau trong việc thực hiện những cái dự án nhiếp ảnh cá nhân. Và đâu đó thì Tuấn cũng rất là mong muốn là có nhiều người tham gia, nhất là những cái bạn trẻ có tài. Và trong suốt cái thời gian vừa qua thì với cái kinh nghiệm hướng dẫn các bạn học viên đạt được những cái học bổng á, thì thông qua cái việc mà tìm kiếm những cái tài năng trẻ thì Tuấn cũng rất muốn promote các bạn và định hướng cho các bạn một cách đúng đắn khi mà các bạn muốn học nhiếp ảnh. Thì đối với Tuấn thì đó giống như là một cái ngôi nhà, một cái gia đình thứ hai của mình vậy á. Và mỗi ngày thì các bạn có thể vào Discord, các bạn có thể tham gia trò chuyện với nhau, chia sẻ với nhau và mỗi ngày đều có những cái bài viết về nhiếp ảnh để cho các bạn có thể học. Cái cách tham dự cái server Discord này á, thì Tuấn đã để thông tin ở trong cái phần mô tả. Một cái câu hỏi mà Tuấn nhận được nhiều trong suốt cái thời gian qua đó chính là mới bắt đầu với nhiếp ảnh thì nên làm gì, nên chuẩn bị ra sao để cho có một cái định hướng đúng đắn, một cái tầm nhìn đúng đắn và không có bị lãng phí thời gian. Thì bản thân Tuấn là một cái người tự học và Tuấn biết được cái chuyện là nếu mà mình tự bơi một mình khi mà mình mới bắt đầu với nhiếp ảnh thì nó sẽ tiêu tốn của mình rất là nhiều thời gian và chỉ cần có những cái mình lắng nghe được những cái ý kiến, những cái góc nhìn đúng đắn thì đôi khi mình sẽ tiết kiệm thời gian và mình sẽ chụp tốt hơn rất là nhiều. Thì hôm nay thì Tuấn sẽ chia sẻ với các bạn một cái chủ đề, đó chính là mới bắt đầu với nhiếp ảnh thì cần chuẩn bị gì? Làm sao để bắt đầu được với nhiếp ảnh? Thì đơn giản chỉ là bắt đầu thôi. Bắt đầu luôn và ngay. Mình phải bắt đầu, bắt tay vào làm. Ví dụ như giờ các bạn muốn chụp ảnh thì các bạn cứ chụp thôi. Các bạn đừng có suy nghĩ nhiều, các bạn đừng có băn khoăn là đợi khi nào mình giỏi hơn, đợi khi nào mình có thời gian, đợi khi nào mình có một cái máy ảnh tốt thì mình sẽ bắt đầu để chụp ảnh. Không nha các bạn, hãy bắt đầu ngay lập tức, ngay sau khi mà các bạn nghe cái podcast này. Khi mà bạn quyết tâm, bạn muốn làm chuyện gì thì bạn hãy bắt tay vào làm ngay và đừng có chần chừ nữa. Rồi, bây giờ mới đến phần nhiếp ảnh nè. Khi mà mình muốn bắt đầu chụp ảnh thì cái đầu tiên mình cần có đó là mình phải có thiết bị, mình phải có một cái bí ảnh. Trong cái giai đoạn này là cái giai đoạn mình mới tập tành, đại loại là mình mới làm quen với nhiếp ảnh, cho nên là mình chưa cần phải mua những cái máy nó quá là xịn, mà hãy dựa vào cái tài chính của bạn để bạn mua một cái máy nó vừa đủ. Một cái điều này mà không ai nói với Tuấn lúc mà hồi xưa Tuấn mới mua cái máy ảnh đầu đời của mình, đó chính là mình hãy mua một cái máy ảnh mà nó có cái tính cơ động nè, gọn gàng nhẹ nhàng nè. Và khi mà mình mới bắt đầu á, thì mình không có cần phải đầu tư quá nhiều đâu. Nhưng mà khi mà bạn đã chụp một thời gian rồi á, thì bạn quyết định bạn sẽ theo cái môn nhiếp ảnh này, bạn xem nó là sở thích hay là bạn có quyết định là dùng nhiếp ảnh để kiếm tiền hay không á, thì lúc đó bạn mới hẳn đầu tư vào thiết bị. Và trước khi mình mua một cái chiếc máy nào đó thì nếu mà có điều kiện, nếu có mà có bạn bè thì mình hãy cố gắng là trải nghiệm cái máy mà trước khi mình mua để xem coi thực sự đó là cái cảm giác mà mình cầm nắm, mình chụp thử thì xem cái cảm giác nó như thế nào.
cái chuyện mà đổi máy ảnh ấy, mỗi năm nó ra một thêm một cái dòng máy ảnh mới, một cái model tiên tiến mới ấy, thì chuyện đó là chuyện rất là bình thường. Nhưng mà khi mà bạn muốn nâng cấp, bạn muốn lên đời máy ảnh thì bạn hãy xem xét những cái nhu cầu của bạn và cái chuyện xem xét lên thì nó có chính đáng hay không. Mình luôn cần phải có một cái máy ảnh tốt để mình có thể làm việc, để mình có thể tạo ra được những tấm ảnh tốt. Nhưng mà một cái máy mà nó đắt tiền hơn, nó xịn hơn thì nó không có khiến cho bạn chụp tốt hơn đâu. Nhớ nhé, một cái máy tốt thì nó giúp cho mình cảm thấy tự tin khi mà mình đi chụp hình. Nhưng không phải là cứ đổi máy, cứ mua máy xịn, cứ mua lens xịn hơn thì mình chụp tốt hơn đâu. Mà nó phải là đến từ cái phần mà cái tư duy của mình, cái suy nghĩ của mình. Araki Nobuyoshi, một cái nhiếp ảnh gia người Nhật, đã từng nói là khi mà mình thay đổi máy ảnh, tức là lúc đó mình đồng nghĩa với cái chuyện là mình cũng thay đổi cái cách approach, hay còn gọi là cái cách tiếp cận của mình. Ví dụ như là bạn đang chụp DSLR mà bạn chuyển qua bạn chụp phim thì cái cách suy nghĩ, cái cách tư duy nó cũng sẽ phải khác. Bạn thay đổi cái cách tiếp cận của mình, bạn chuyển từ chân dung mà qua chụp đường phố thì cái hệ lens của bạn nó cũng thay đổi, và cái cách suy nghĩ, cái cách tư duy về khung hình của bạn nó bắt buộc phải thay đổi. Cho nên là trong lúc này, một cái lời khuyên mà tôi nghĩ các bạn nên nhớ đó là cái chuyện mà chọn máy ảnh nó cũng thiệt sự nó rất là quan trọng. Nhưng mà mới ban đầu á, thì tôi nghĩ là mình cứ có trong tay một cái máy ảnh nó vừa tiền là được rồi, và sau đó các bạn cứ chụp nhiều vào rồi thử kết nối, thử giao lưu, thử có bạn bè để mình trải nghiệm những cái dòng máy ảnh nó khác hơn so với cái của mình, thì lúc đó bạn sẽ biết là cái nào hợp với mình để mình nâng cấp nó. Thì trước khi mà bạn quyết định mua một cái máy nào đó thì giờ thời đại bây giờ thì các bạn có thể lên Google Search, các bạn có thể lên YouTube, các bạn xem review về cái thiết bị đó rồi. Và mình cũng hãy ráng đọc những cái bài review kỹ càng một chút, sau đó ra tiệm để trải nghiệm. Thì để tránh mà gọi là bị thuốc hoặc là bị lừa gà thì tôi nghĩ là khi mà đi mua máy ảnh á, đằng nào thì mình cũng phải bỏ ra một cái số tiền nó cũng tầm 1-20 triệu, 30-40 triệu gì đó. Thì tôi nghĩ là mình hãy đi cùng với lại một cái người nào đó có thể là rành về máy ảnh, thì người ta có thể giúp bạn check được cái số shot, hoặc là test được lens, hoặc là test được máy móc trước khi mua, để tránh mình bị mất tiền oan uổng. Và nếu như các bạn vẫn chưa biết bắt đầu từ đâu với lại máy ảnh, hoặc là cần tư vấn với những cái dòng máy ảnh riêng với những cái nhu cầu riêng, thì các bạn có thể tham gia cái kênh Discord của Beyond Photography. Thì ở trong đây thì mọi người vẫn hay chia sẻ với nhau về những cái cách, những cái nơi bán máy ảnh uy tín. Và tùy theo nhu cầu thì sẽ có những cái gợi ý nó rất là phù hợp cho từng người. Thì bất kỳ một cái môn nào hay là một cái ngành nghề nào nó cũng vậy hết đó. Thì đầu tiên thì bạn phải nắm được những cái kỹ thuật hoặc là những cái kiến thức cơ bản. Thì ở trong nhiếp ảnh thì sau khi mà bạn có thiết bị xong á, thì các bạn phải hiểu cái cách xài cái máy ảnh nè. Hiểu được là những cái yếu tố kỹ thuật căn bản ở trong nhiếp ảnh nó là cái gì. Các bạn chỉ cần lên YouTube hoặc là lên Google Search coi thử là những cái khái niệm cơ bản, hoặc là mới làm quen với nhiếp ảnh thì mình nên học cái gì, thì nó sẽ có những cái gợi ý cho bạn về những cái kiến thức cơ bản. Thì tiếp theo thì Tuấn sẽ nói với các bạn, sau khi mình có một cái máy ảnh rồi thì mình nên làm cái gì, cái thực hành nhiếp ảnh của mình nó nên như thế nào, cái mindset, cái tư duy của mình nó như thế nào, và những cái điểm nào mà mình cần chú ý. Thì đến cái chuyện mà thực hành, tôi nhớ lại là từ lúc mà ban đầu khi mà tôi mới chụp ảnh thì tôi vui lắm. Không có một cái giới hạn nào mà cho cái việc là mình phải chụp cái gì, mình phải chụp như thế nào hết. Cái lúc này là cái lúc mà các bạn cứ bung xõa, các bạn thích cái gì, các bạn cứ đi chụp đi. Các bạn muốn thử nghiệm cái gì, các bạn cứ làm nè. Các bạn thích ra phố chụp thì các bạn cứ đi dạo phố, đi nhiều vào, hoặc là các bạn có thể bắt đầu chụp hình bạn bè nè, chụp hình gia đình nè, chụp hình người thân nè. Và cũng đừng có quên là mình lúc này là cái lúc mà mình có thể thử nhiều cái thể loại khác nhau, ví dụ như là street nè, ví dụ như là portrait nè. Và tôi nghĩ là nếu mà các bạn có cơ hội tham gia vào bất kỳ một cái ekip chụp ảnh nào, với lại fashion photography concept hay là product hay là food gì đó, thì các bạn cứ tham gia. Những cái lần này là những cái lần mà các bạn có thể học hỏi rất là nhiều và mở rộng ra cái thế giới quan nhiếp ảnh của mình. Những gì các bạn muốn chụp thì các bạn cứ chụp, các bạn muốn làm thì các bạn cứ làm. Nhưng mà phải làm cho xong, tôi nhắc lại ở đây là phải làm cho xong tất cả những cái thứ mà các bạn ấp ủ, các bạn bỏ tiền ra, các bạn mua một chiếc máy ảnh, các bạn cứ muốn này, muốn nọ, muốn kia. Nhưng không chuyển nó thành hành động mà chỉ để nó ở trong suy nghĩ thì không bao giờ các bạn làm được một cái gì cả. Và chính vì vậy các bạn cũng sẽ khó mà tiến bộ. Cho nên là những gì mình muốn làm thì mình phải làm và làm nó cho xong. Thì sau khi mà các bạn đã thử nghiệm nhiều thứ rồi á, thì cái chuyện thứ hai mà các bạn cần phải nhớ đó chính là chụp có mục đích,
Có nghĩa là sao? Có nghĩa là đừng bắt đầu với những cái điều to lớn, mà thay vào đó hãy khởi động nhiếp ảnh với những cái điều nhỏ nhặt ở trong cuộc sống nè. Có rất nhiều nhiếp ảnh gia trước khi họ nổi tiếng thì họ chỉ là chụp kiểu bạn bè, gia đình thôi, rồi kiểu chụp lại những cái khoảnh khắc nó rất là đời thường ở trong cuộc sống, rồi luyện tập cách quan sát, chụp một cái subject bằng nhiều cách khác nhau thôi. Rồi sau đó khi mà họ bắt đầu họ có cái góc nhìn của mình nhiều hơn về nhiếp ảnh thì lúc đó họ mới bắt đầu họ mới thực hiện những cái dự án nó dài hạn hơn. Và nếu như chụp ảnh mà các bạn không có mục đích thì tất cả những cái tấm hình các bạn tạo ra nó sẽ không được sử dụng và nó cũng vô nghĩa thôi. Trước khi trở thành một nhiếp ảnh gia, trước khi mình theo một cái thể loại nào đó, trước khi mình trở thành một cái người kể chuyện ảnh thì mình hãy đóng vai trò là người quan sát trước đã. Mình quan sát cuộc sống của mình ghi lại tất cả những cái gì mình thấy được bằng con mắt nhiếp ảnh của mình. Thêm một điều như thế này, chỉ chụp không thì nó không có ổn. Tuấn đã từng biết rất là nhiều bạn thì cứ chụp ngày này qua tháng nọ, cứ chụp thôi. Cứ chạy theo những cái xu hướng thẩm mỹ, chạy theo những cái vẻ bề ngoài. Cho nên là dù họ có chụp nhiều bao nhiêu đi chăng nữa, nhưng mà nếu mà không có cái quá trình mà mình review, mình nhìn lại hình của mình đã chụp thì sẽ không bao giờ tiến bộ. Cho nên cái điều tiếp theo mà Tuấn muốn nhắc với mọi người đó chính là chụp thì chụp, nhưng mà đừng có quên là xem lại hình, review, phân tích ảnh của mình chụp. Khi mà mình mới bắt đầu nhiếp ảnh, cái bước đầu của mình đó, mình chưa có cần chụp đẹp đâu, mà mình nên chụp đúng. Vậy thì chụp đúng là chụp như thế nào? Nghệ thuật hay là nhiếp ảnh đó, nó là những cái ý tưởng, meaningful ideas. Và nhiếp ảnh nó cũng là cái cách mà bạn thể hiện ý tưởng, suy nghĩ, cảm xúc của mình lên hình. Và thông qua nhiếp ảnh thì bạn thể hiện được bản thân bạn là ai, con người của bạn là ai. Và nhiếp ảnh nó là một cái ngôn ngữ quốc tế mà bất kỳ ai cũng có thể hiểu được. Cho nên là việc bạn cần làm và các bạn phải tự nhắc mình đó là tạo ra những cái tấm hình mà ai cũng có thể hiểu được. Đó là lúc mới ban đầu nha, nên tạo ra những cái tấm hình mà ai cũng có thể hiểu được. Tại vì ảnh nó giống như là một cái cách để bạn thể hiện những cái suy nghĩ của bạn. Và khi mà những cái người bạn của bạn, những cái người thân hoặc là bất kỳ ai xem hình của bạn cũng nên hiểu được bạn là con người như thế nào. Và khi hiểu được rồi thì giữa người chụp và người xem mới có cái sự kết nối với nhau. Và lúc đó họ mới hiểu được bạn truyền tải vào chụp hình những cái giá trị như thế nào, những cái điều ý nghĩa như thế nào. Thì lúc đó đó nhiếp ảnh của bạn nó mới thiệt sự nó có giá trị, nó tạo ra cái sự kết nối với tất cả mọi người. Khi mà các bạn muốn thể hiện bất kỳ một cái ý tưởng hoặc là truyền tải một cái cảm xúc của mình vào ảnh thì các bạn phải tải làm sao mà để cho người ta xem, người ta hiểu được, thì đó mới gọi là chụp đúng. Sau khi mà mình có suy nghĩ, mình có ý tưởng rồi, mình đưa nó vào hình rồi, thì cái thứ hai là sau khi mình chụp xong thì cái bước tiếp theo mình cần làm đó chính là phân tích lại ảnh của mình đã chụp để mình học. Mình tự nhìn nhận lại hình của mình chụp thì đã tốt hay chưa? Và nếu chưa thì phải tìm ra lý do vì sao nè. Vấn đề nó nằm ở đâu nè? Về kỹ thuật nè, về bố cục nè, về ánh sáng chưa tốt, hay là về cái art direction của mình nó chưa thông? Thì dễ lắm. Nếu mà các bạn thực sự nhìn vào hình của mình mà các bạn chưa biết phân tích như thế nào thì các bạn cứ hỏi những cái người bạn của mình coi. Coi thử là cái người bạn của mình, những cái người xung quanh mình có thiệt sự hiểu được cái ý các bạn muốn truyền tải vào trong tấm ảnh hay không, hoặc là xem cái tấm hình này có thấy không ổn hay không. Hoặc là nếu mà các bạn có một người mentor hoặc là có một cái người nào đó đã chụp lâu năm rồi và họ giỏi về chuyên môn thì các bạn có thể hỏi họ cũng được. Ở trong cái server Discord tình thương mến thương của Beyond Photography thì Tuấn và mọi người lâu lâu vẫn hay đưa ra những cái lời khuyên hoặc là những cái feedback. Trong trường hợp là các bạn cần một cái lời khuyên nào đó thì các bạn có thể vào cái Discord và cùng thảo luận. Thì chính bởi vì Beyond Photography đã có kinh nghiệm hơn 2 năm trong việc là hướng dẫn thực hành các dự án cá nhân và giúp nhiều bạn học viên đạt được cái học bổng, cho nên là tôi nghĩ là không quá khó để mình dành ra những cái lời feedback để cho những cái bộ hình nó có thể tốt hơn được nữa. Và khi mà mình đã có được những cái ý kiến nó nhiều chiều về hình của mình chụp thì từ đó mình hãy tự nhìn nhận lại những cái thiếu sót của mình thông qua hình và tiếp tục chụp có mục đích, phải thực hành để mình cải thiện, mình giải quyết những cái vấn đề mà nó đang tồn đọng. Chính cái điều này làm cho mình tiến bộ nhanh hơn. Có một cái tips dành cho các bạn, đó chính là mỗi tháng thì các bạn cứ chọn ra những cái tấm hình mà tốt nhất của các bạn sau khi đã hậu kỳ, đã chỉnh sửa cẩn thận, và các bạn thử in ra xem. In ra. Cái chuyện mà in ra nó có một cái điểm thú vị, đó là các bạn có thể mang hình đó cho những cái người mà các bạn chụp nè. Ví dụ như các bạn cứ chụp bố mẹ thì có thể mang hình ra cho bố mẹ coi nè.
đó là một cái cách mà kết nối nó rất là tốt và hiệu quả. Tại vì ảnh nó là một cái thứ mà mình có thể nhìn thấy, mình có thể cầm nắm, mình có thể sờ được, chứ nó không phải là những cái tấm hình ở trên màn hình, trên điện thoại nhỏ xíu đâu. Nếu mà có ý nghĩa gì khi các bạn mua một cái máy thiệt xịn mà các bạn chỉ xem nó ở trên Instagram, đúng không? Và nhắc lại cho các bạn nhớ nha, ở trong cái phần mà thực hành mindset này của mình đó, cái mindset, cái tư duy nó rất là quan trọng. Bởi vì khi mà các bạn nghĩ đúng thì các bạn sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Rồi tôi nhắc lại nha, với người mới chụp thì sẽ không có một cái giới hạn nào ở trong việc chụp đâu. Cái thứ hai á, là chụp, nhưng mà đừng có quên cái chuyện là mình tự xem lại hình, mình tự review, mình tự phân tích ảnh của mình. Và chính những cái lúc mà mình phân tích đó, mình tìm ra được những cái khuyết điểm, những cái điểm mà nó chưa hoàn thiện của mình, để từ đó mình giải quyết được, thì mình lúc đó mình đã học được rất là nhiều rồi. Và các bạn biết đó, trong trường hợp là các bạn cảm thấy là một mình, các bạn cảm thấy là các bạn không có ai hỗ trợ các bạn, thì các bạn cứ hãy nhớ rằng là vẫn có Beyond Photography, vẫn có cái kênh Discord mà Tuấn đã tạo ra. Thì ở đây nó giống như là một cái gia đình thứ hai vậy đó. Ở trong đây thì mọi người có thể chăm sóc cho bạn, mọi người có thể cho bạn những cái lời khuyên, chia sẻ rất là nhiều về kinh nghiệm. Và ở đây có rất nhiều tài liệu để cho các bạn có thể học từ cơ bản, từ đơn giản đến nâng cao. Tuấn hy vọng là các bạn có thể trở thành một phần của một cái cộng đồng văn minh, và mình xuất phát bằng những cái ý định nó tốt đẹp. Các bạn có thể chụp nó chưa tốt, các bạn có thể chụp chưa tạo ra được những cái bức hình mà nó hoàn hảo, nó đẹp. Nhưng mà ít ra thì từ lúc ban đầu các bạn đã xuất phát với lại một cái ý định tốt. Cho nên là cuối cùng, dù gì đi chăng nữa thì các bạn vẫn sẽ trở thành một cái phiên bản tốt hơn của chính bạn. Thì ở trong cái podcast lần này thì Tuấn đã chia sẻ cho các bạn về cách mà mình lựa chọn những cái thiết bị. Cái thứ hai đó là cái cách mà mình thực hành sau khi mình có thiết bị đó, thì nó sẽ chia ra rất là nhiều cái giai đoạn. Ví dụ như là ban đầu thì bạn cứ thử nghiệm, bạn cứ chụp hết tất cả mọi thứ mà bạn thích, không có một cái sự kìm hãm sáng tạo nữa đấy. Cái thứ hai là mình phải chụp có mục đích. Cái thứ ba đó là chụp nhưng mà đừng quên review lại ảnh của mình. Cái thứ tư đó chính là thông qua cái việc mà mình review thì mình học được rất là nhiều. Và cái thứ năm đó là khi nào mà cảm thấy khó thì đã có Beyond Photography lo. Ở những cái số podcast tiếp theo thì Tuấn sẽ chia sẻ nhiều hơn cho các bạn về những cái thói quen nè, những cái điều nào cần tránh nè, chia sẻ thêm về lộ trình học cho các bạn nè, cách tự học, và đồng thời cũng chia sẻ nhiều hơn về cái mindset, cái cách mà Tuấn đã hướng dẫn những cái bạn học viên đạt được những cái học bổng ở trên thế giới. Và cuối cùng á, để Tuấn có động lực để Tuấn ra thêm nhiều cái podcast hơn cho các bạn, thì nếu mà các bạn thấy những cái thông tin, những cái kiến thức mà Tuấn chia sẻ nó hữu ích thì các bạn cứ ấn like hoặc là share. Và cái thuật toán của cái platform này đó là khi mà các bạn like nhiều thì nó sẽ được suggest nhiều hơn, nó được sẽ được gợi ý lên xu hướng. Và hẹn gặp lại các bạn ở podcast lần sau nhé.